Bởi ai đưa hai vai nặng gánh thương thương sông Lam sóng sóng cả buồn dương mồ treo dựng nên được thuần nhân nhân hoàng rừng nền đức thuần nhân nhân nghiêu sóng sóng an bề lặng sóng an bề lặng sớm chiều thành mà thôi khi bích đồng lúc lưng lại bồng bồng mờ lại bồng bồng lai non nhân nhân nước chi non nhân nhân nước chi mọi nơi ra vào cỏ cỏ hoa hơn hờ đó là chào kia cỏ cỏ hoa hơn hờ đó
quạt đề thơ. Ông Mười về có quạt đề thơ. Hạ bút tiên chân ông Mười bước đi thất thất bộ. Ông Mười đề vần vần thơ ni độ so kim cổ anh hùng. Tứ phú pháp tinh anh tiểu đã nhập nhầm thân hoa khai quả kết vạn cảnh xuân. Hạ bút bình thơ ông Hoàng Mười đồ cho an chăm chăm họ thiên hạ âu ca hưởng thay. Trông lên đỉnh giáp non thần thấy quan hoàng nữ du xuân xuân trên ngàn xa nghe đứng đứng chốn thạch thành bàn tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông chảy chúc chúc reo bên sườn xa xa thoáng thoảng mùi hương không có bằng bằng một nén trầm trầm hương hậu cần xa xôi xích xích lại lên gần gần ngắm ngắm hoa rồi lại tần ngần ngần bước ra. Nhìn thăm thăm trời xa kia đôi chim én lo đà tung tung bay cảnh trời tươi đẹp lắm thay nhìn nhìn xem cảnh ấy lòng lòng này lâng lâng tiểu đồng đón đà xa mời mời ông vô phủ hoa ngồi bình bình. Dịch bước bước mạnh 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 ai đưa hoàng tử lộ trình về tới đây hồi quỳnh quỳnh tiên chuông chén rượu hào sưng nhất nhất tuần sơ dâng lên đền ngọc ngọc kính vua kính mẫu các ô nâng nâng mơ là mời rước ông hoàng mời rơi các ô nâng nâng mơ ô là mời rước ông hoàng mời rơi tinh tinh tay tiên tiên tam tuần chung dâng lên đền
ngọc kính vua tạ màu màu cát o nâng nâng màu là mời giữ hoa mười sơi cát o nâng mời là mời giữ quan hoàng mời dăm
hỏi răng hoang có mắt lòng ra răng Loan giang ngự về đây kinh
vào Nghệ An ngàn mây xanh thắm nắng sớm long lanh núi hồng soi bóng dòng Lam tiếng chi ca hòa trong gió gió rẽ rẽ vào Nghệ An thấy lòng lòng xôn xao nghe nước xanh xanh tiếng quan hòa hào quang tươi sáng, tiếng ca cung đàn đón hoan vui ngự chân xa. Cúng xin ông nhỏ phước cho thanh đồng, cho tiếng ca cung đàn cho người nhìn thế chúng con bình an, muôn dân nước non thanh bình được đời đời cháu con hiền vinh. Lòng lòng hoàng thương đồng đồng còn nhiều gian nan, nắng mưa không không về, xin ông về chứng cho lòng lòng con thầm thư theo cánh cánh nhạc hồng gửi vào xứ thiên Nghệ An, cho phước quốc lâu giàu bền, lộc lộc vô nhà như nước dòng sông. Trần gian không còn vấn vương mơ mà vì thương ghê hoàng ông về giang lâm đàn tràng, để từ con cầu mong lương kinh bái Phật tuyên kinh, quan hoàng ngài giải chứng tâm chứng cho về ông ông ban cho đồng ngày nay dầu ngân sáng tiên nước nước xanh xanh ba miền cửa nhà xa xứ bình yên nay ông sáng đồng như vầng vầng hào quang tươi sáng tiếng ca cung đàn đón hoa vui ngự chân chúng con cứ miệt mài.
tài cho đông vui. Soi với o nàng sau đứng bên ngoài chuốc
chút rượu ông. Một đoá huê hồng với o nàng tám thò giá kiểu dòng rước quan hoàng lên thò kiểu dòng rước quan hoàng lên còn bốn con ở chỉ còn bốn con muốn lượt xanh xanh soi chiến.